Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay toàn quốc ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp được nâng cao và trẻ hóa, năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân được nâng lên. Thực tế cho thấy, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Trước yêu cầu thực tiễn phát triển, nhất là từ năm 2016 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo triển khai nghị quyết số 13 và luật hợp tác xã năm 2012 một cách sáng tạo, hiệu quả. Như vậy, kinh tế tập thể, hợp tác xã tiến bộ cả về lượng và chất, đã khắc phục được những tồn tại kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng triển vọng phát triển. Cả nước hiện có 2.297 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất, trên 4.339 hợp tác xã nông nghiệp bao tiêu nông sản. Trong hơn 5.000 sản phẩm OCOP cả nước, có 39% sản phẩm thuộc về hợp tác xã.